Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình được rảnh buổi sáng nên là mình có thời gian một tí để quay clip cho mọi người xem nè. Sáng hôm nay thì mình mới đi mua đồ về nè mọi người. Mình mua bịch giấy này để cho mấy con bé của mình ăn á, cho cá gồng nè, kỳ tôm, kỳ nhông, gan mối, rồi hai con leo bát giác cô của mình nữa. Với lại cho con sáo ăn nữa. Giấy này thì mình để ở đây đi, một hồi mình nói tiếp ha. Ở bên đây thì có một bịch cám cho gà các bạn. Bịch cám gà này thì mình để cho con sáo ăn. Cái bịch cám gà cũ mình mua thì mình để đâu mình quên mất tiêu rồi, nên là mình mua cái bịch mới luôn. Bịch này có 12.000 rồi các bạn. Bịch 12.000 mà mua về cho sáo ăn với lại lâu lâu cho gà ăn cũng được. Nhưng mà cái bịch này thì con sáo của mình ăn sẽ không được tốt nha mọi người. Để vài bữa mình đi tiệm chim cảnh mình mua thức ăn chiên cho con sáo luôn. Còn bây giờ thì cứ xài cám này đỡ đi. Xài cám này đỡ với lại là cho nó ăn thêm vài con dế nữa mỗi ngày. Cho nó ăn thêm dế bổ sung chất dinh dưỡng thì mới đủ chứ. Còn cái bịch này là cám cho cá ba đuôi ăn, hôm qua mình mới mua rồi các bạn. Mua ở cái tiệm thủy sinh tím. Ủa, thủy sinh xanh chứ, nó lộn. Mà không phải nữa, guppy xanh mới đúng. Cái tiệm guppy xanh nha. Tiệm này ở trước trường của mình á, cái trường đại học An Giang mà có cái hẻm đó, lũi vô là lắm à. Cái tiệm này cũng lớn, chất lượng lắm, quá trời cá luôn. Rồi lũa cát, rồi mấy cái phân nền đó. Nói chung là đồ dùng cho cá cảnh thì bán đầy đủ luôn á. Nhưng mà hôm qua thì mình chưa có dám xin quay clip các bạn. Để mình mua cám ở đây rồi mua đồ ở đây khoảng 2-3 lần nữa đi. Làm quen với cái ông chủ được á thì mình xin ông quay nha. Chứ bây giờ thì mình chưa có dám đâu. Nói chứ lần sau mình đi mua ở tiệm này thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Tiệm này có mấy cái con tép kiển nữa, nhìn cũng đẹp lắm. Để lần sau chắc mình lại đó mình mua tép kiển á. Không biết tép kiển có mắc không nữa hết ta. Nhưng mà thôi đãi nữa đi. Nếu mà nó rẻ thì mình mua, mà nó mắc thì thôi, chứ mắc quá sao mua được. Còn bịch này mới nhiều tiền nè các bạn. Bịch có tí tiện gì 80.000. Lúc trước giờ mình nuôi cá toàn là cho nó ăn thức ăn cám công nghiệp không à. Mấy cái loại cám mà 1 ký 20-30.000 á, mình chơi mình cho ăn thức ăn đó không à. Lần này là mình chơi đầu tư lớn luôn nè. Mua một bịch này 80.000 về cho mấy con cá ba đuôi luôn. Cám này thì chuyên dùng cho cá ba đuôi luôn nè các bạn. Các bạn nhìn hình này các bạn biết chứ gì. Con này là con ganh chu, chứ con này con Uganda Uinchu gì nè. Rồi, nói chứ cá ba đuôi mình không gặp các bạn, nhưng mà biết mấy cái con này là cá ba đuôi thôi. Cái bịch thức ăn này hình như là của Nhật Bản, Hàn Quốc vậy á. Bởi vậy nó mắc đúng rồi. Cái chữ này là chữ Nhật hay là chữ Hàn trời? Các bạn nhìn các bạn biết không? Chứ mình nhìn mình ngu đó. Made in Gia Băng vậy nè. Cái này là Nhật hay là Hàn Quốc? Thôi kệ đi, nước nào cũng được hết trơn á. Miễn sao mà cá mình ăn ngon là được rồi. Để bây giờ mình khui ra cho cá mình ăn rồi quay lại cho các bạn xem nha. Lần đầu tiên trong đời cho cá ăn thức ăn mắc tiền luôn á. Đây là cái hạt thức ăn của nó nè. Nó có cái mùi gì thơm lắm các bạn. Mình vừa mở ra là cái con mèo của mình nó chạy lên đây liền luôn á. Nó có cái mùi thơm chứ không phải là nó hôi giống như mấy cái cám cá của mình đâu. Với lại đây nó có một cái gì để cho mình khóa lại nữa nè các bạn. Đúng thiệt là đồ mất tiền chất lượng thiệt chứ. Bây giờ thì mình sẽ lấy một tí cho cá ba đuôi ăn luôn nha. Cái này là cám chuyên dùng cho cá ba đuôi luôn á. Đấy. Xem mấy con này ăn đã chưa. Thức ăn mất tiền mà không đã sao được. Trời ơi sao cám này nó chìm ta. Cám này nó chìm rồi, cho ăn không ổn rồi. Cám chìm như thế này thì cái máy lọc nó hút vô nhanh dơ lắm. Làm sao cho nó nổi đây. Trời ơi con ngăn lóng nó cũng ăn nữa kìa trời. Con ngăn lóng nó ăn nữa này các bạn. Chứ thường thì con ngăn lóng này nó không có ăn cám đâu nha. Nó ăn mấy cái đồ cử động thôi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ vô con ngăn lóng nó ăn luôn á, thì các bạn biết cái mùi của cám này nó như thế nào đó. Nó nặng mùi dữ lắm, bởi vậy con ngăn lóng nó hít á, nó mới ăn á. Nhưng mà nói chung là được đó, mình kết rồi đó. Nhưng mà mỗi lần cho ăn thì mình cho ăn một ít thôi. Cho ăn nhiều quá thì cám nó bị chìm xuống á. Nó chìm xuống rồi cái máy lọc nó hút lên cái bịch lọc của mình, hút lên cái túi lọc của mình, thì cái túi lọc của mình nó nhanh dơ lắm. Cái túi lọc hôm nay dơ nè, thấy không? Mới xài có 4-5 ngày mà nó dơ rồi đó. Để một lát nữa mình đem ra mình giặt thôi. Một lát nữa mình sẽ đem ra mình dở ra cho các bạn xem nó dơ như thế nào nha. Như thế này mà dở ra một cái là nó đen xì luôn á. Cái túi lọc của cái hồ cá săn mồi thì cũng vậy. Các bạn thấy nó phình phình như thế này là nó dơ nè. Mình đổi cái túi lọc khác được rồi đó. Ủa không phải, mình đem ra giặt chứ. Đổi túi lọc khác tiền đâu mà đổi hoài vậy. Mình quay clip thì mình hay nấu vấp như thế đó mấy bạn. Một clip 10 phút mà mình đăng lên cho mấy bạn xem thì có thể mình quay 2 tiếng, 3 tiếng, có thể là cả ngày luôn á, chứ không phải là ngon ăn đâu. Chứ không phải là quay cái lụm liền đâu. Có thể là mình nói một câu mà mình nói 5-6 lần. Lần nào mà mình thấy hay á thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Còn mấy lần mà mình thấy không được á thì mình xóa. Bởi vậy làm clip cũng cực lắm mấy bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên là mấy bạn đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì mình sẽ cho mấy con cá bóng mắt tre này ăn một tí nữa nha các bạn. Mấy con cá bóng mắt tre này mình nuôi hổm gà, mình không thấy nó ăn gì hết trơn thôi. Với lại lúc trước mình nuôi 5 con mà bây giờ còn có 3 con các bạn. Các bạn có thể thấy có một con nó chết ở dưới kìa. Để một lát nữa mình bắt nó ra sao. Mấy con cá bóng mắt tre này thì thấy nó cũng đẹp, nhưng mà nuôi thì không thích cho lắm. Tại vì nó cứ nằm im chỗ các bạn. Nó không có bơi lội gì trơn. Cho ăn thì cũng không thấy nó ăn nữa. Mình có bỏ cám vô đây cho nó ăn hoài à. Thấy vậy chứ nó cũng ăn nữa. Bỏ cám vô không thấy nó ăn, nhưng mà sáng đêm thì hết trơn các bạn. Nó ăn hình như nó ăn buổi tối hay sao á.
Sẵn đây thì mình sẽ cho cái hồ thủy sinh này ăn một tí luôn nhé. Đây, một đống luôn chứ một tí gì. Có vẻ như là cái bọn này nó thích ăn cám này hơn các bạn. Chứ cám cũ rẻ tiền mà, cám này mắc tiền muốn chết mà. Cám mắc tiền thì nó phát huy được cái tác dụng là có mùi, với lại là nó bổ hơn, mấy con cá nó sẽ thích ăn hơn. Còn cái cám cũ mình sử dụng thì khi nào nó đói nó mới ăn thôi các bạn, chứ bình thường nó không có lăn xăng giống gì đâu. Ở đây các bạn có thể thấy con tép của mình nó đang ăn nè. Mấy con tép này nó cũng ăn thức ăn nữa. Ở đây thêm một con nữa nó cũng đang ăn nè. Hai con tép của mình nó đang tích cực kiếm thức ăn và nó đang ăn. Vài bữa mình định mua tép cảnh về, không biết mình mua tép cảnh về cái mấy con tép dưới mấy con cá ở trong này mình bỏ ở đâu nữa, hay là mình mua cái hồ nuôi mới mình làm cái hồ tép riêng ta. Mà mua cái hồ nuôi mới thì cái lúc vận chuyển hơi bị cực à, vận chuyển sợ nó bể á. Để vài bữa mình rảnh mình tìm hiểu lại xem, để khi nào rảnh đi rồi tính tiếp, chứ bây giờ chưa đến lúc đó. Còn bây giờ thì mình sẽ đem cám này qua cho mấy con cá bảy màu ăn nha. Hôm nay cho mấy con cá bảy màu nó ăn ngon rồi. Hồi lúc gà toàn cho nó ăn cám thường không à. Đây, dạng khè nguyên một hồ luôn. Để đâu đây ta? Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho nó ăn nha. Thả vô cho nó ăn một đống luôn. Đấy, hình như là cám lạ nó không ăn hay sao ấy. Không có con nào lên ăn hết trơn trời. Rồi, hình như là mấy con này nó không thích ăn cám này rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ cho mấy con blue tạc răng ăn. Blue tạc răng thì chắc nó ăn nè. Mấy con blue tạc răng này thì nó không có kén ăn. Cái giống gì nó cũng ăn được hết. Hồi lúc mình định bán rẻ cho mấy bạn hai bầy này 150, nhưng mà thôi thôi các bạn. Chắc vài bữa mình đem ra ngoài đồng mình thả rồi mình làm clip cho các bạn xem. Chứ để bán thì mình cũng không được bao nhiêu, mà mình mất đi ship rồi gửi gì tốn thời gian lắm, nên là thôi để làm clip cho các bạn xem đi hay hơn. Ở ngoài đồng thì mình có một cái mương cũng khá là bự á, mình sẽ thả hết tất cả mấy cái con cá bảy màu của mình, để sẵn thì mình đổi vòng luôn mua cá khác về nuôi. Tại mấy con cá này mình nuôi sao cũng không biết nữa, mà nó không chịu đẻ nữa các bạn. Hổng gà mình nuôi cỡ 2 tháng trời không con nào đẻ chứ, chắc mấy con quỷ này nó bị vô sinh hết rồi, nuôi nữa thì cũng chán lắm. Thôi mình đem mình thả luôn, thả ra ngoài tự nhiên, thả ra ngoài đồng, thả ra ngoài ao, coi coi nó có cơ hội sinh sản nữa không nha. Mà nói như thế thôi chứ chưa biết khi nào mình mới làm nè, chắc cũng lâu lắm á. Còn cái hồ này thì các bạn có thể thấy được là hôm nay nó xanh lè xanh lét rồi nè, rêu lên quá trời rêu luôn rồi. Mới để có 3-4 ngày thôi đó mà nó xanh như thế này rồi. Từ đây tới cuối tuần nữa thì chắc có lẽ là cái hồ này nó xanh hết thấy mấy con cá này luôn á. Nhưng mà bây giờ mình chưa có rảnh để dọn lại, để cuối tuần đi. Cuối tuần mình nghỉ được một ngày á, mình có thời gian rảnh mình sẽ dọn lại cái hồ này, chà rửa để cho nó sáng bóng lên, chứ bây giờ nhìn nó dơ quá. Còn bây giờ tiếp đến thì mình sẽ đem cái túi lọc này ra giặt nha các bạn, để mình gỡ ra cho các bạn xem nè, xem nó dơ như thế nào nha. Mình nghĩ là nó dơ lắm rồi đó. Còn cái túi lọc của hồ cá săn mồi nữa, để mình gỡ ra rồi mình giặt luôn thể nha. Trời ơi nó dơ quá dơ nè. Bây giờ thì mình sẽ lộn cái túi lọc này ra cho các bạn xem nha. Tại rồi nó dơ nè, hắn hạng nội ơi. Mới để có 3 ngày mà nó dơ thấy gớm không. Mình sẽ giặt nó ở trong cái thao mà để mấy con cá chùi kiến của mình nè các bạn. Để hôm nào mình ở nhà rồi mình đem mình ra mình lột xả mình nè. Như vậy là sạch chưa trời. Như vậy là coi như là cũng ổn rồi, cũng tạm rồi các bạn. Xài đỡ đi, xong một cái túi rồi đó. Còn cái túi nữa. Tại túi này nó còn dơ hơn nữa. Túi này nó dơ quá trời dơ luôn. Đen xì gớm. Bây giờ mình sẽ giặt cho nó đổi màu cho các bạn xem nè. Giặt lên là biến thành màu nâu liền. Ok, như thế này là coi như cũng tạm ổn đi. Giặt sơ sơ cho nó thôi, chứ giặt kỹ quá cũng dơ lại à. Mình giặt cái túi lọc xong rồi cái mình gắn vô thì nó hết phình phình nè các bạn. Chứ lúc nãy nó phình phình ra. Khi mà cái túi lọc của mình nó bị phình á thì nó trở nên lọc không tốt như các bạn. Cái dấu hiệu mà để các bạn đem cái túi lọc của mình đi giặt á là cái túi lọc của mình nó bị phình lên. Khi nào mà các bạn thấy cái túi lọc của các bạn bị phình lên á thì các bạn đem đi giặt là được rồi đó nha. Chứ để sử dụng thì nó cũng lọc không được nhiều đâu. Nước các bạn sẽ bị dơ đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt mấy con dế cho con sáo của mình ăn nha. Cho con sáo nâu, sáo sậu gì của mình ăn nè. Bắt 2 con đi. Đây là 2 con dế, mình sẽ chuẩn bị cho con sáo này ăn nha. Bỏ vô đây, bổ sung cho nó một tí gọi là protein. Đó. Ăn đi con. Sao nó nhả xuống ta? Sao nó ngậm rồi nó nhả xuống? Không chịu ăn hay gì trời, ăn cám rồi các bạn. Cho nó ăn dế nó không ăn mà nó ăn cám trời. Nó làm gớt rồi, để mình lấy lại mình đút cho nó ăn nha các bạn. Cho nó ăn nó lại không ăn mà nó lại đem dục trời. Lần thứ 2 nha, mà dục nữa tao không có lấy lên lại cho mày ăn đâu đó. Hút đi. Rồi, 1 con này. Tưởng đâu mà nhả nữa chứ. Có
Còn mấy con dế mình mới mua thì chắc có lẽ là mình sẽ giữ trữ nó trong cái chuồng này nha mọi người. Cái chuồng mà mình nuôi chuột lúc trước nè. Cái chuồng này lúc trước mình nuôi con chuột hamster nhỏ trong đây, nhưng mà bây giờ mình không có còn nuôi nữa, nên là mình sẽ tận dụng lại để mình nuôi cái con mấy con dế này để giữ trữ cho mấy cái con bò sát của mình ăn. Nói đến đây thì các bạn nghĩ con chuột hamster nhỏ của mình nó mắc rồi đúng không? Nhưng mà đâu phải đâu. Con chuột hamster nhỏ của mình bên đây nè, nó đang ở chung với cái con hamster gấu luôn rồi các bạn. Thường thì mình thả chung hai con này không được, nó cắn nhau dữ lắm. Nhưng mà hôm nay mình đi học về cái mình thấy hai con này nó nuôi chung với nhau luôn rồi. Chắc có lẽ là một con nó tẩu thoát ra ngoài á, nên là ai trong gia đình mình tìm thấy rồi cái bắt nó thả vô đây chung luôn, góp phần làm cho hai con chuột này nó quen nhau á mấy bạn. Bây giờ hai con chuột này thì nó đã quen nhau rồi, nó không có còn mà cắn nữa, nên là mình để nuôi chung luôn. Với lại nuôi chung cho nó có đôi có cặp thì nó cũng sẽ vui hơn á. Hôm qua thì mình có cho hai con chuột này ăn cơm, hôm nay thì nó còn dư một đống nè, nó ăn đâu có hết đâu. Bữa nay mình bỏ thêm một tí gạo vô cho nó ăn nữa nha, ăn gạo bổ sung chất xơ. Trời ơi, cái con chuột bự này nó dành hết trơn rồi. Con chuột nhỏ hết ăn luôn, đưa con chuột nhỏ một tí đi. Chơi gì ăn không ăn mà dành hết trơn rồi. Cho cái bọn dế này một tí gạo nữa nè, cộng gạo chứ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip này tại đây nha các bạn. Clip này cũng khá là dài rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.